Okay, again, please, Minh Đức. Con được cô là Rapidly. Again. Rapidly. How do we say in Vietnamese? Nàng gốm, nàng thủ công. Craft Village. Craft Village. The next one. Market. Markets. Markets. Historical building. Historical building. We go to the market, maybe ancient market. Historical building. The next one, the last one. Tell me some places for historical purpose. Nhật Phương, please. Historical is museum, pagoda and temple. Pagoda and temple. So the next one, exercise four, page eight. Number one. Đoàn, please. Số 1 là historical. 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 Number two. Minh Phúc, please. Attraction. Attraction. Number three, Quốc Huy. Exercise. Exercise. Number four, Minh Thư. Minh Thư, number four. Minh Thư, can you hear me? Bạn Minh Thư có ở đó không? Cô không nghe gì hết. Cô chưa nghe gì luôn á. Mình thử kiểm tra lại nè. Don't please, don't again please. Con đưa cô là traditional ạ. Traditional. Number five. Minh Thư check lại đi chứ hôm trước cũng không học được gì mà. Vị Tông, please. Number five. Được rồi, handicraft. Really? Number five, handicraft. So experience handicraft of Vietnamese people. Vietnamese people. Nói về người, Chùa. con người. Culture. Culture. So number six, Minh Phúc, please. Number 6 Handicraft. We have another exercise, the one I sent in the yellow group. Do you remember? Okay, so look at your book. I help you to correct the one I give you. Here. Mình sửa cái bài hôm trước cô bỏ trong cái Zalo nhé. Number one, Nhật Phương, please. Nhật Phương, turn on the camera. Turn on the microphone. Ủa cô nghe gì cho cô? Okay.
Number one, he used a sharp knife to carve a beautiful sculpture out of wood. Correct, Carl. Number two, Minh Đức. Con thơ cô là cát. Past. Number three, Minh Phúc. Weaver. Weave, Weave. yeah, weave. Number four, Quốc Huy. Có nghĩa là nít à? Câu này con Knit. chưa chắc lắm của. Okay, so the answer is embroider. Embroider, knit là mình đan bằng cái, mình đan cái khăn tròn á, được chưa? Còn ở đây là người này làm gì? Người này thêu nhá, thêu cái họa tiết trên vải á, embroider. Embroider. Number five. Minh Thư chỉnh lại được chưa? Có nghe thấy không ạ? Ok, Minh Thư nè. Con là Next. So the last one. The last one. Tống. The potter used his skilled hand mau ạ. skill to mold. To mold. Okay. Chị có thư đi vào trễ 1 phút thôi. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Còn một bạn nữa là ai nhỉ? Ok. Before continue the new lesson, I have a question for you. So tell me a place you go to with your family to relax on the weekend. The place to relax on the weekend. Nhật Phương, please. My family go to Hoàn Kiếm Lake. So, what do you and your family do on at Hoàn Kiếm Lake? What can you do there? We can visit a historical site here, such as Ngọc Sơn Temple or Turtle Tower. And they can take photos, and it's special food in Hanoi. We can, right? You and your family, so you, we, not they, okay? Because you talk about you and your family, so the subject is we. Thank you. The next one. Minh Phúc, please. In the weekend, I and my family go to the mall to shopping. Go to the mall, right? Yes. The mall. You mean MALL, right? Yes. Okay, more. Okay, more. How about you, Don? My mom and I go to Hoàn Kiếm play with teacher And who? That's all. and friend ạ. And friends, okay. So what can you and your family do at Hòn Kiếm Lake? Go around and take photos. Okay, Victor, please. Tell me something about the place you and your family go on the weekend. My family go to Đà Nẵng. Quen. Also, what can you do in Đà Nẵng?
Do you visit some famous places? Yeah. Không biết về cái đấy cô ạ, con biết Okay. chung Okay. về Đà Nẵng luôn. Okay. Quốc Huy. Where do you and your family go on the weekend? My family and I go to the zoo in the weekend, and we can go to the zoo with our family or with friends. We can go at the weekend or in the holiday. I think we should go to the there, go to there by car or the bus. When we go to there, we can see much of the animals. Example, we can see the snake, lion, elephant. We can know the history about them by the boat in the next to the cage or some information about them. We can buy some fruit or food for them. I think go to the zoo is a memorable experience in my life. Okay, thank you. Interesting essay written by Quốc Huy. Okay, thank you. Really well. Don't play, don't ready. Minh Thư. Yeah. Cô nghe thấy không ạ? Yes. Đà Nẵng Zoo is not just a zoo, it's also a very famous entertainment spot. On holidays or weekends, you can absolutely come here to have fun with family and friends. About Bohai Phố, the zoo is located in the central part of Ho Chi Minh City, so you can move there by any means. Move the enemies. Okay, continue. Visiting Đại Nam Zoo, you can see the animal that you have never seen before, reaching a high record of foraging and saving rare animals. The zoo also organizes a close-up tour of the animals area by bus. The guides on the bus are extremely cute and friendly. You can also see the zoo too. It is possible to feed the animals under the supervision of the zoo staff. I have experienced this and sorry. You had a memorable trip, right? Okay, thank you. Very good. We make a really long essay, right? I guess more than 10 sentences, approximately 15 or 20 sentences, right? 15 tới 20 câu phải không Thư? À không ạ, có 11 câu. Okay, thank you. Maybe one sentence pretty long. The last one, Minh Đức, please. On the weekend, I will go to Ha Long Bay Resort with my family. It's in Quảng Ninh province, quite far from where I live. I and family go by plane. It takes about 1 hour to get there. There are many beautiful scenes, such as Beach Museum Cave. There are also fresh seafood. I cast food. Go there, everyone can take picture with my family, close friend. My family has a grow photo hang on the wall of the memory that bless has left me with a feeling of joy, peace, and happiness with my family. Enjoy, right? Enjoy happiness. Okay, so remember every at the end of at the end of the lesson, I would ask you to tell something about particular topic. So if I ask you to write a short passage as a homework, so try to practice before the lesson. I would ask you to tell me, share some your experience and opinion about the topic. Phúc ơi, cô không thấy Phúc à? Ok, cô không thấy chân á. Rồi giờ mới thấy nè. Đầu giờ thì cô sẽ hỏi một chút về cái phần homework và cái
Phần đó là mình sẽ lên trường mình nói với giáo viên nhé. Còn đây là mình học để thi, cho nên trong chương trình này, bên chương trình của thầy là thầy sẽ lược bớt kỹ năng nói và nghe. Bên chương trình của thầy sẽ tập trung vào dạng đề thi, tức là em sẽ học về ngữ pháp, từ vựng để làm bài đọc. Được chưa nào? Cho nên cái trong sách này sẽ có những phần cô sẽ không dạy tới, tức là sẽ nhấn mạnh vào cái kỳ thi tuyển sinh của mình luôn. Cuối buổi thì cô thường hay yêu cầu mình viết passage. Bài này em sẽ làm trên lớp của em. Được chưa nào? Và đầu giờ thì cô sẽ yêu cầu mình nói. Cho nên bạn nào nói bao nhiêu nói, nhưng mà practice at home. Ok? Yeah. The next one. So what is the topic of the previous lesson, Tùng, please? Chủ đề hôm trước là gì đấy, Tùng? Tùng ơi. À, cô nghe chưa luôn. Sao vậy, hôm nay cái mic bị sao vậy? Tùng có nghe cô gọi không? Ủa, cái mic của cô bị gì không? Cái bạn có nghe rõ tiếng của cô không? Có À, Tùng có nghe không? Có hả? Trời, cô không nghe em luôn. Em xem cái mic lại xem, cái loa có bị gì không? We continue the previous lesson, local environment. Today we move to the next part, grammar, in closer look one. So, first look at the screen. Look at the screen. I have a sentence to show you. I have a sentence as an example. Nó nói Nguyễn Trãi. Don. Don. Help me to read the sentence on the screen, please. Dạ. Đọc cái câu cho cô coi. Although it rained heavily, all the students in my class went to school on time. Thank you. So, although, what does it mean, Quốc Huy? Although cũng có phải nghĩa là nhưng Mặc dù. mặc dù Mặc dù như thế nào nhỉ? Nhật Phương, help me to translate the sentence into Vietnamese. Mặc dù là trời mưa to nhưng mà tất cả học sinh ở trong lớp tôi đều đến trường. On time, on time. Yeah, on time, đúng giờ. On time, đúng giờ. Ok, hôm nay mình học một cái mệnh đề. Nhá, mình có although là mặc dù nhưng mà. Vậy thì hai cái mệnh đề này, nó đi theo cùng hướng hay là nó đi ngược hướng với nhau? Nó đi cùng hay là đi ngược? Đi ngược đúng không? Một cái như thế này, nhưng mà cái kia nó ngược lại. Nó ngược với cái kết quả mà mình mong đợi. Đúng ra là trời mưa thì các bạn sẽ đi ngủ đúng không? Trốn học. Nhưng mà thật ra lớp của tôi lại đi học đúng giờ. Hai cái mệnh đề này diễn tả hai ý nghĩa trái ngược nhau, mang lại một cái kết quả mà unexpected, tức là không mong đợi. Đây gọi là mệnh đề nhượng bộ. Được chưa nào? Loss of concession. Mệnh đề nhượng bộ. Mệnh đề nhượng bộ. Mệnh đề nhượng bộ. Và mình có một cái số từ cùng với đi với mệnh đề nhượng bộ, bao gồm although, though và even though. Trong tiếng Anh mình đều gọi nó là gì? Là gì nhờ Minh Phúc nhỉ? Mặc dù ạ. Đúng rồi, mặc dù. Không được tiếng Việt nhỉ? Mặc dù. Close of concession nhé nhỉ. Cô đang tìm cái tiếng Việt cô gõ, mà sao cô không gõ được vậy? Đợi cô chút á. Cô không gõ được tiếng Việt.
Và các bạn nhìn đỡ tiếng không dấu nhé. Clause of concession, mệnh đề nhượng bộ. Mệnh đề nhượng bộ. Mệnh đề nhượng bộ. Cô bật Unity lên nha cô. Cô có chỉnh cái bàn phím dưới đây nhỉ? Nhưng mà không biết tại sao chỗ đây nó không lên. Cô gọi lại đó. Ok, thank you. Mình đang nhận bộ. Though, although, even though we aren't translating into Vietnamese, mặc dù. Bây giờ câu hỏi mệnh đề này nó có mấy? Mệnh đề này nó nằm trong mấy câu? Bút thi nè. Cô nằm trong mấy câu tức là như thế nào cô? Tức là trong này nó có mấy câu? Từ đây tới đây nó có mấy câu? Có một câu ạ. Ừ, có đúng một câu thôi. Nhưng mà câu này có mấy mệnh đề? Có một mệnh đề ạ. Có hai mệnh đề. Có hai mệnh đề. Thế mệnh đề là gì? Đức ơi. Although Thank you. Đức ơi, mệnh đề là gì Đức? cô là mệnh đề là Clause đó. Đúng rồi. Mà khi nào mình biết được nó là một mệnh đề? Nó có đủ chủ ngữ động từ Đúng rồi. Đúng rồi. Trong này em có chữ X nha, là chủ ngữ. Grand là động từ. Thì từ đây tới đây mình gọi nó là một mệnh đề. Được chưa? Rồi. Ở đây mình có all the students in my class là chủ ngữ. When là động từ. Mình có mệnh đề tiếp theo. Được chưa nào? Vậy thì trong câu này nó có hai mệnh đề. Và cái mệnh đề mà nó đi với chữ although, cô gọi nó là mệnh đề nhượng bộ. Được không nào? Cái mệnh đề đằng sau người ta gọi nó là mệnh đề chính. Mệnh đề chính. Let me check câu hỏi lại lần nữa ha. Đoàn ơi, cái câu trên bảng của cô có mấy mệnh đề? có hai mệnh đề ạ. Mệnh đề thứ nhất là mệnh đề gì? Mệnh đề nước bộ ạ. Ừ, mệnh đề đằng sau. Mệnh đề chính ạ. Đúng rồi, thank you. Rồi, các em có 2 phút để viết cái này vào nhé. Viết câu ví dụ, sau đó viết cho cô là mệnh đề nhượng bộ. Và ví dụ, subordinator in Vietnamese we would say liên từ phụ thuộc. Liên từ phụ thuộc. Although, though, even though. Bạn nào viết xong thì giơ tay lên cho cô biết nha. Úp xong rồi, nhanh quá. Okay. Phương, Huy and Minh Thư. Not yet. Ok, Quốc Huy. Một phút nữa nha.
Thank you. Câu hỏi trước khi qua phần tiếp theo, cô hỏi một chút lấy ý kiến các bạn nhé. Trên lớp các em học giáo viên sẽ giảng bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt nhỉ? Trường của các bạn ở trường á? Bằng tiếng Anh ạ. Tiếng Anh đúng không? Học 100% từ tiếng Anh. Thế bây giờ cô lấy ý kiến là nếu như cô dạy ngữ pháp mà cô giảng bằng 100% bằng tiếng Anh thì mình có hiểu không? Hay là mình vẫn sẽ điều chỉnh 50-50 cần tiếng Việt để hiểu ngữ pháp? Chắc là 50-50 ạ. Ok. Tại vì mình thi nhá, mình thi vào phổ thông thì mình sẽ nhấn mạnh ngữ pháp và từ vựng. Cho nên phần ngữ pháp thì cô sẽ 50-50 ha. Cái nào mà cô hỏi mà em nói được tiếng Anh thì cứ nói, còn nói không được thì cứ đừng có nói là cô ơi nói tiếng Việt được không? Cứ nói thoải mái. Được chưa nào? So the next one. I have another sentence, another example. I want to invite Minh Đức help me to read the sentence on the screen. Con thưa cô là I tried. Đức đọc cho cô cái câu trên bảng. bạn cố gắng Đọc học đọc tiếng Anh, đọc tiếng Anh, đọc tiếng Anh. I tried to study hard so that he won a scholarship. Yeah, sorry, and not I, the Zaglish he. Okay. thank you. He tried to study hard so that he won a scholarship to Harvard. Scholarship, what does it mean? Who know, raise your hand, please. Scholarship. Minh Phúc, please. That's right. So that, who can translate the sentence into Vietnamese? Dịch câu này cho cô nè. Nhật Phương. Cô là anh ấy cố gắng học hành chăm chỉ, vậy nên là anh ấy đã giành được học bổng của Harvard. Thank you. Và để chính xác hơn thì mình sẽ dịch cái cụm so that để cậu ta cố gắng học chăm chỉ để cậu ta giành được học bổng ở Harvard. Thì khi cô nói so that là cô đang chỉ cái gì đây? Để làm gì đó là mình đang chỉ gì nhờ Phương nhỉ? Đúng rồi. Mục đích ở cô, mục Đúng đích ạ. rồi, thank you, chính xác. Mình có mệnh đề chỉ mục đích, closure, purpose. Mệnh đề chỉ mục đích. Và mình có những động liên từ phụ thuộc chỉ mệnh đề. Mục đích, mệnh đề chỉ mục đích. Mệnh đề chỉ mục đích. Mình có so that và in order that. Chỗ này mình cứ dịch sang tiếng Việt cho cô là để mà làm cái gì đó ha. Cậu ta cố gắng học chăm chỉ để hoặc là để mà cậu ta giành học bổng vào trường đó. Đoan ơi, câu của cô, trong câu của cô là có mấy mệnh đề? Có hai mệnh đề ạ. Mệnh đề đầu tiên gọi là gì nhỉ? Mệnh đề chỉ mục đích ạ. Chỗ này chỉ mục đích đúng không? Vâng. Mục đích trong câu này là mục đích học giỏi hay là mục đích giành học bổng? Mục đích học giỏi ạ. Mục đích học giỏi hả? Đức nào, Đức cười nè. Đức ơi, mục đích trong cái câu đó là gì nhỉ? Mục tiêu á. Được là mục đích là giành được học bổng. Đúng rồi, trình học bổng mới là cái mục tiêu của anh ta cơ, cho nên cái mệnh đề đứng sau chữ so that mới là mệnh đề chỉ mục đích nhé, chứ không phải đằng trước nha. Đằng trước là mệnh đề chính, mệnh đề đằng sau mới là mệnh đề chỉ mục đích, đi với từ so that. Và mình sẽ có công thức như sau: chủ ngữ đi với một động từ, sau đó mình sẽ có liên từ chỉ mục đích đứng ở đây, rồi mình mới nói chủ ngữ đi với một động từ. Chưa nào, cô ghi lại một lần nữa nhé.
Chủ ngữ, động từ chỗ này sẽ không có dấu phẩy nào hết. Người ta có thể dùng so that, có thể dùng in order that. Hai từ này bằng nghĩa nhau. Sau đó đi với một mệnh đề. Và mệnh đề đứng sau so that mới gọi là mệnh đề chỉ mục đích. Cô cho 2 phút để ghi nhé. Giờ này 8:04 tới 8:06, bạn nào xong cứ giơ tay lên cho cô biết nha. Cô tức là kiểu sau cái sâu rát với cả in order rát là mấy Đi với mệnh chỉ đề mục chỉ đích. mục đích đúng không cô? Đúng rồi. Tức là trong câu này nó có 2 mệnh đề. Mệnh đề đứng sau so that và in order that mới gọi là mệnh đề chỉ mục đích ha. Mệnh đề đằng sau nè. Gọi là mệnh đề chỉ mục đích. Nó đứng sau so that và in order that. À. Tùng chưa xong hả Tùng? Ok, Nhật Phương, Quốc Huy. Cô cho điều nước ạ. Ok. Rồi, mình qua phần tiếp theo nha. Mệnh đề tiếp theo. Huy đi uống nước rồi. Minh Thư đọc cho cô câu nào nè. Help me to read the sentence on the screen, please, Minh Thư. Since The weather was extremely bad, the airline delayed the flight to London. Thank you. Trái. Đừng có ghi chữ trái em. Dẹp chữ trái cái cho cô cái. Cái chữ đòn cái. Cô nhìn nhầm với chữ Nguyễn Trãi đây. Tên đòn mà. Sao lại cái Nguyễn Trãi? Cô cứ gọi Nguyễn Trãi hoài. Đòn ơi. Translate the sentence into Vietnamese. Yes. Bởi vì Đoan, translate the sentence into Vietnamese, please. À không biết hả? Bạn nào biết giơ tay lên dịch cho cô câu này với. À, Phúc ơi, Phúc nè. Từ khi thời tiết trở nên xấu thì chuyến bay đến London đã bị đi lại. Delay là gì nhỉ? Bị hoãn lại. Đúng rồi, delay là bị hoãn lại. Và airline là hãng hàng không ha. À, hãng hàng không đã hoãn cái chuyến bay đó. Và lúc nãy Đoàn có nói cái từ since là từ khi, nhưng mà thật ra cái từ since trong cái trường hợp này nó không còn có nghĩa Bởi là vì từ khi. Đúng rồi, nó mang nghĩa là bởi vì. Mà cái gì đó nó là bởi vì, thì cái mệnh đề này mình gọi nó là mệnh đề chỉ cái gì nhỉ? tên này due to này, due to Đoàn ơi, mệnh đề chỉ gì đây? Khi mình nói bởi vì cái gì đó thì nó sẽ là mệnh đề chỉ cái gì? chị Nguyễn Anh ạ. Đúng rồi, chỉ nguyên nhân hay còn gọi là lý do ha. Rồi, since the weather was extremely bad, it is clause of reason. Mệnh đề chỉ nguyên nhân. So you have some phrases the same meaning with since.
liên từ, một số liên từ phụ thuộc bao gồm because, since và as. Ba từ này đồng nghĩa nhau, đều có nghĩa là bởi vì. Đấy. Bởi Không, vì. S2. À không. Do. Mềm You đẹp. too. Due to không phải là mệnh đề chỉ nguyên nhân nhé. Due to chỉ là cụm từ chỉ nguyên nhân thôi. Due to đi với cụm nhé. Đây đi với mệnh đề. Mệnh đề chỉ nguyên nhân. Hay cô còn gọi là lý do. Minh Đức nè, trong cái câu ví dụ thì mệnh đề chỉ nguyên nhân nó đứng ở đâu Minh Đức? Con thưa cô là nó đứng ở sau xin. Đúng rồi, đứng sau sin nhé. Chỗ này mới gọi là mệnh đề chỉ nguyên nhân nhé. Bởi vì thời tiết cực kỳ tệ, cực kỳ xấu, cho nên hãng hàng không đã hoãn chuyến bay tới London. Bạn nào xong giơ tay cho cô nha. Biệt tông finish. Minh Thư Okay. finish. Ok. The last one, mình còn một mệnh đề nữa nhé. Không biết là Huy vào chưa nhỉ? Huy ghi kịp không Huy? Ok. The last sentence. I usually let my parents know my exam result as soon as I receive. Tùng dịch câu này cho cô nè. Nghe con nói vậy. Ok. Tổng dịch cho cô câu này nè. Này chưa dịch được. Chưa dịch được. Nhật Phương. Chưa dịch được luôn. Thế cô cho một số từ để dịch nhé. Ok. So, exam result. Kết quả. Kỳ thi. Kết quả bài thi đó. As soon as, từ này lạ đúng không? Ngay Ngay sau khi, khi đúng rồi. Receive, what does it mean? Receive, nợ à, nhận được hả cô? that's right, nhận được. Vậy thì lúc này sẽ là gì nhỉ? Đoán dịch cho cô câu này nè. Cô thường cho bố mẹ biết kỳ thi của mình, biết kết quả kỳ thi của mình ngay khi tôi nhận được bà à tôi nhận rồi. Nghe thư tôi nhận được cái kết quả đó ha. As soon as I receive it. Ngay khi tôi nhận được nó. Thì ngay khi ở đây là đang nói về khi. Mà khi mình nói chữ khi là mình đang nói về cái gì? Phúc ơi. Khi nào đó thì Khi gọi là. Gọi là gì em? Lý do hay là nhượng bộ hay là thời gian? thời gian nào. Đúng rồi. Ngay khi lúc mà. Được chưa? Sẽ là thời gian, cho nên ở đây mình có cái mệnh đề tiếp theo đó chính là course of time, mệnh đề chỉ thời gian. So you have some subordinator, một số liên từ phụ thuộc bao gồm when, while, before, after và as soon as. Mệnh đề chỉ thời gian. When, Đức ơi, when là gì Đức? Cô quen là khi khi Đúng khi rồi, đúng rồi. While là gì em? why là trong khi Đúng, before. before là Trước. Trước khi, đúng rồi. After. after là sau khi Sau khi. As soon as.
Asunet là ngay sau khi. À, ngay sau khi, đúng rồi. Cô nói ngay khi tức là ngay sau khi đó. Ngay sau khi chuyện đó xảy ra, nó chỉ hành động liên tiếp luôn. À, ngay sau khi. À, phần này hơi dài, cô cho 3 phút nha. Sorry. 3 phút ha. Tới 8 giờ 17 phút. Who already finished? Raise your hand. Raise your hand. Cô đi vệ sinh. Ok. Ok. Thank you. Các bạn đã xong hết trơn rồi. Đi đi em, đi đi. Đức đi đi. Đi xong chưa Đức? Phải em cô ơi, bạn Ồ, bạn Tùng. nào? Anh Tùng hả? Ô, sorry. Cô sorry. Bây giờ mình sẽ tóm lược lại nhé. Nãy giờ mình đã học được bao nhiêu mệnh đề rồi Minh Đức ơi, từ nãy giờ mình học được bao nhiêu mệnh đề rồi? Nó cô là for À đúng rồi, mệnh đề nào nè? What are they? mệnh đề chỉ sự nhượng bộ, mệnh đề chỉ mục đích, mệnh đề chỉ nguyên nhân, mệnh đề chỉ thời gian. Đúng rồi, và bốn cái mệnh đề này trong tiếng Anh người ta gọi nó là mệnh đề phụ thuộc, được chưa nào? Bốn mệnh đề này tên gọi chung của nó là mệnh đề phụ thuộc nhé. Và phụ thuộc là như thế nào? Khi mà mình nói phụ thuộc là nó có độc lập được không? À, Minh Thư. Minh Thư ơi. Đúng, mà khi nó không độc lập được tức là nó cần phải đi với một cái mệnh đề khác. Được chưa nào? Cho nên lúc này người ta gọi nó là mệnh đề phụ thuộc. Nếu như trong cái câu đó mà chỉ có đúng một mệnh đề thôi thì câu này là sai ngữ pháp nhé. Nó gọi là mệnh đề phụ thuộc thì nó phải phụ thuộc vào một cái khác nữa, cho nên nó sẽ đi với một cái mệnh đề khác. Mệnh đề đó cô gọi là mệnh đề chính, tạm gọi là mệnh đề chính nhá. Và nhớ cho cô, nếu như em đi thi thấy chữ undo, à cô lấy ví dụ, nếu như em thấy chữ undo nó đi với một mệnh đề chủ ngữ động từ xong rồi nó hết rồi thì câu này là sai, tại vì nó là phụ thuộc, nó bắt buộc phải phụ thuộc vào một cái khác cho nên nó phải đi với một mệnh đề nữa. Vậy đặc điểm chung của bốn mệnh đề này là nó đều phải đi với một cái mệnh đề khác nha. Được chưa nào? Nó đều phải đi với một cái mệnh đề khác. Em đi thi mà em thấy cái câu đó nó đứng có mỗi cái chữ undo đi với một chủ ngữ động từ thì câu này sai. Được chưa nào? Ok. Mình tóm lại một lần nữa ha. Mệnh đề phụ thuộc chia làm bốn loại. Thứ nhất, nhượng bộ. Thứ hai, mục đích. Thứ ba, lý do, và cuối cùng là thời gian. Thôi. Phần này có bạn nào không hiểu không? Có ai không hiểu thì hỏi cô nhé. Hiểu hết rồi thì bây giờ mình làm bài. So we move to practice exercising. Rồi. Bài số 1 nè. Gạch dưới à, mệnh đề phụ thuộc. Tức là trong cái câu đó nó sẽ có hai mệnh đề, chỉ có duy nhất một mệnh đề gọi là mệnh đề phụ thuộc thôi. Thì mình phải gạch dưới nó. Đầu tiên là mình sẽ gạch dưới nó và sau đó cho cô biết nó là mệnh đề gì. Nếu như là mệnh đề nhượng bộ, viết cho cô chữ DC. Nếu nó là mệnh đề phụ mục đích, viết cho cô chữ DP. P là viết tắt của lấy chữ đầu tiên của chữ P nè. Mệnh đề chỉ mục đích DP. À, mệnh đề chỉ lý do DR và mệnh đề chỉ thời gian DT. Bài này cô cho mình 3 phút. À, trước khi cô cho 3 phút thì mình hãy lấy vở ra ghi từ vựng cho cô cái phần này ha. Được chưa nào? Ghi từ vựng phần này để mình biết cái từ này nghĩa như thế nào để mình làm chứ.
Rồi, ghi nghĩa cho cô nha. Ghi cho cô từ số unique cho tới drum hat. Ở các bạn ghi xong, bạn nào biết nghĩa thì tự ghi nghĩa vào. Còn ai không biết nghĩa thì để đó cho cô. Chỗ này cô cho mình 3 phút để ghi nghĩa nhé, ghi từ nhé. 3 minutes. Translate into Vietnamese if you know. Unique artifact, square, skateboard, buffalo skin and drum hat. Đến 8:22 nhé. Có một bạn bị out ra rồi. Okay. Finished. Thư ơi, nãy em cô giảng bài em bị văng ra, em có ghi kịp không? Rồi không nghe Thư nói gì luôn. Mấy máy tính mà vô không được lại là vô bằng điện thoại xem nó có ổn không nha. Còn 1 phút nữa. 1 minute Cô tin là cô dịch nghĩa ông cô. left. Có. Sao vậy? Có đi tuyệt vời ạ. Ok. Mình làm bài nào mình ghi bài đó nha. Thế cho sao không ạ? Who finish raise your hand? Các bạn phải xong thì giơ tay để cô biết cô không có bị sốc mình nhé. Don't finish. Ok, cho đợi cô nhắc hòa giấy. Ok, Thư xong chưa Thư? Hermit rồi, mình giơ tay cho cô biết à. Thư vô sao đúng không? So unique. Bạn nào biết nha? Đoàn ơi, unique. Unique là khác thường ạ. À, là động đất ạ. À, độc nhất, độc đáo. Độc nhất, độc đáo. Artifact, quốc huy. Cô đang định hỏi cô từ đây cô ơi. Ok, từ này có nghĩa là hiện vật hay người ta còn gọi là đồ tạo tác, tức là trong lịch sử đó người ta tạo ra cái đó và tới hiện tại nó vẫn còn, người ta tìm thấy nó. À, thì người ta gọi nó là hiện vật hoặc là đồ tạo tác. Thời xưa á, đời thời xưa tới bây giờ người ta đi khai quật người ta tìm thấy ha, artifact. Artifact, hiện vật hoặc là đồ tạo tác. Phúc ơi, square. Cô không biết từ nghĩa từ square. Ok, quảng trường. Không biết cứ nói cho cô là không biết nhé. Quảng trường. Quảng trường Ba Đình. À, quảng trường New York. Cô còn được Quảng trường là square là dấu. hình vuông như cô. Đúng rồi, square là hình vuông đó. Thế giờ cô có cái từ New York Square là con dịch là quảng trường New York hay là Times Square là quảng trường thời đại hay là hình tròn thời đại, hình vuông thời đại nè. Nó có nghĩa là hình vuông nhé. Rồi, trong bài này nó có nghĩa là quảng trường. Quảng trường là dấu hỏi hay dấu ngã nhỉ? Dấu hỏi ạ.
À, dấu hỏi. Quảng trường. Skateboard. Minh Đức, please. Còn cô là bán trượt ạ. À, ván trượt. Động từ thì sao Minh Đức nhỉ? Động từ là con không biết. À, là trượt ván. Trượt Mình đi trượt ván. ván. Ok, cái ván trượt là danh từ, động từ là trượt ván. Buffalo skin. Nhật Phương. Không biết luôn. Buffalo là con gì nhỉ? Con trâu ạ. Skin là gì nhỉ? Ghi là da. Đúng, gọi chung là gì nhỉ? Da Da trâu. trâu ạ. That's right. Da trâu. Minh Thư. Minh Thư sửa chưa? Dạ. Rồi, drum là gì? Hát là gì? Trong trống hết Trống hát là gì? đầu Drum hát là gì? Cái gì của cái trống à? Cái mặt trống, trống cái mặt trống gọi là đầu trống ha. Đầu trống. Đánh trống. Rồi, cái bạn bật mic lên, đọc cho cô. Cái từ này cô chỉ đọc cho mình một lần thôi. Về nhà mình luyện đọc tiếp nhá. Unique. Bật mic lên em ơi. Turn on the microphone. Bật mic lên cho cô nghe. Unique, unique, Đọc đồng unique. thanh lại nha. Đồng thanh lại nha. Bật mic hết luôn. Giờ này đọc nè. Bật thanh hết luôn. Không có tắt mic nữa. Unique. Unique. Artifact. 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 Square. 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 Skateboard. 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 Buffalo skin. Buffalo Buffalo skin. Buffalo skin. Drum Rum hat. head. Drum hat. 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 Ok, về nhà luyện đọc thêm Hat. nha. Mình có cái phần thi là phần phát âm á, nhớ không? Mình có hai câu trong cái đề thi là có phần phát âm, mình phải biết phát âm. Rồi, biết nghĩa rồi, bây giờ làm bài. Three minutes, 3 phút làm cái này cho cô nhé. Chỗ nào cô giảng mà khó hiểu nhanh quá thì nói cô ơi chậm lại một chút chưa nào. Giờ này 26, mình có 3 phút là 29 cho cô sửa bài nhé. Một phút nữa nào, 1 minute. Okay, don't finish, book finish, we Not finished. Don't finish. Phương Penis. Minh Thư. Thư ơi. Rồi nghe gì không Thư? Chat cho cô ấy.
Okay, so bye now. When people talk about traditional paintings, đất. Con thưa cô là DT ạ. DT, khi mà đúng không? DT, that's right. Victor please so that she could buy some bài thơ conical hats. Nó có là DP. DT, cái cô hồi nãy cô dạy từ so that là gì vậy Tùng nhỉ? DP ạ. DP. DP. P. DP. DP. Okay, P. Under this museum is more. Nhật Phương, please. DC. DC, under, mặc dù. Because we have space to skateboard. Quốc Huy. Con đưa cô là DR ạ. DR. DR. Okay. Before they make the drum hats. Minh Phúc, please. DT ạ. DT. That's right. The next one. Làm thêm một bài nữa nha. Complex sentence. Make complex sentence. Oh, sorry. Mình sẽ nói hai câu này lại với nhau. Lúc nãy cô có nói là mệnh đề lúc nãy mình học nó gọi là mệnh đề phụ thuộc. Được chưa nào? Và cái mệnh đề phụ thuộc đó nó đi với một mệnh đề chính, hai mệnh đề tạo thành một câu, và trong tiếng Anh nó gọi là câu phức tạp. Gọi là câu phức tạp, tức là hay người ta còn gọi là câu ghép đó. Người ta gọi là câu ghép, ghép là sẽ có hai nhá. Câu ghép là sẽ có hai mệnh đề. Thì lúc này mình có mệnh đề thứ nhất nè. Ở đây là có mệnh đề thứ hai, tức là hai câu mình ghép lại thành một mệnh đề. Nó gọi là câu ghép. Complex sentence là câu ghép, ghép hai câu lại với nhau cho cô. Rồi, trước khi làm thì phải dịch nghĩa, ghi nghĩa vào cho cô nè. Share đâu rồi ta? Ghi ghép nghĩa nhá, không ghi là cô ơi, học mà không cho từ sao ta làm bài đúng không? Ghi nghĩa vào nè. 3 minutes. Em có 3 phút để ghi nhá. Rhymes Vietnamese meaning if you know. If you know. If you don't know, finish writing and wait until I correct. Hand embroider nghĩa là thêu tay đúng không cô? Đúng rồi, cho nghĩa luôn mà. We finished, Đoàn finished, Phúc finished. Phải không? Cho cô thấy cho tay là cô nghĩ là xong rồi. Finished. Các bạn học lớp 9 viết nhanh nha. Thư xong chưa thư? Ok. Ơi. Ok. Rồi các bạn hạ tay xuống, cô hỏi bạn nào biết thì giơ tay cho cô nhé. Cho nhanh nha. Communicate.
Đoán. Con đâu cô là giao tiếp ạ. Foreign customer, Minh Phúc please. Quần áo của dân tộc. Customer là khách hàng. Không sao nha, con cứ nói đi. Nói rồi mình mới sửa lại cái từ đó trong cái bộ nhớ của mình, nhớ nhầm đấy. Foreign là nước ngoài, cho nên trở thành sẽ là vậy. Khách hàng nước ngoài ạ. Đúng rồi, khách hàng nước ngoài hay còn gọi là khách nước ngoài ha. Quần áo nó sẽ là từ này nè, Phúc nè. Đúng rồi, quần áo là từ này nè. Được chưa? Costume. Nó bị nhầm với chữ U với chữ O nè. Được chưa? Đấy. Marble Village. Đất please. Con thưa cô là làng đá. À, đá gì nhỉ? Làng đá Cẩm Thạch ạ. Đúng rồi. Hand embroidered. À, đoàn nói rồi. Huy. Department store. Kiểu cửa hàng mua sắm này cô đúng không? À, mua quá trời đồ luôn, cả trăm đồ luôn, gọi là cửa hàng gì? Kiểu siêu thị ạ. À, nhưng mà nó nhiều lắm. 100 thì gọi là gì nhỉ? Là 100 Ok, là 100, cửa hàng bách hóa. Bách hóa là nó bán hàng trăm thứ đồ ha. Good quality. Nhật Phương. Không biết luôn. À, đoán. Không biết luôn. Hả? Không biết thì lắc cái đầu cho cô gái. chất lượng tốt à. À, chất lượng tốt. Chất lượng tốt. Ok. Repeat đọc cho cô nhé. Communicate. Communicate. Foreign customer. Foreign customer. Các bạn bật mic lên nào. Foreign customer. Foreign customer. Marble Village. Marble Marble Village. Village. Hand embroidered. Hand embroidered. Hand embroidered. Hand Embroidered. Department store. Department store. Department store. Department store. Department store. Department store. Good quality. Good quality. Quality. Rồi thấy cô đánh cái dấu gì không? Cái dấu này gọi là dấu nhấn. Đi thi còn nhớ hai câu đánh dấu Dấu nhấn trọng âm không? ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, dấu trọng âm đó. À, dấu trọng âm trong tiếng Anh là nó trong cái phần tiên âm là người ta đánh là dưới trước chỗ đây nè. Thì bây giờ cô đổi lại tí, cô đánh ngay trên cái từ này luôn để cho mình dễ nhớ ha. Từ đây về sau cô sẽ cho mình đánh trọng âm cho quen nhé. Đi thi có phần trọng âm 2 câu, phần phát âm 2 câu. Communicate, foreign customer, Marble Village, hand embroider, department store, good quality. Xong chưa nào? Finished. Cô qua phần làm bài nha. Bạn nào chưa xong nói cô nhé. The next one. Rồi, bây giờ nối câu cho cô. Nối 2 câu này lại với nhau. À, muốn làm được bài này thì bắt buộc phải biết nghĩa, dịch nghĩa mới làm được bài. Năm câu. Nó bộ hơi dài, cô cho 4 phút nha. Nhưng mà làm xong thì remember to raise your hand. À, cái phần này để cho làm nhanh thì làm sao? Em chỉ cần viết cho cô cái từ này trong sách của mình nè. Viết cho cô là cái từ này nó đứng ở đâu. Nó nối câu nào với câu nào thì cho nó đứng ở đó cho cô nhé. À, cô làm mẫu câu 1 nha.
Villagers are trying to learn English. Những người dân trong làng đang cố gắng học tiếng Anh. They can communicate with foreign customers. Họ có thể giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Tức là mục đích của họ là để giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Thì chỗ này em sẽ làm cho cô như sau. Làm cho nhanh nhá. Ghi lại cho cô là câu 1. Được chưa? Là đằng trước câu 1 đó. Sau đó thêm chữ gì? In order that. Rồi mình nối câu. Câu 2. Hiểu ý câu không? Đoạn. Có à, Rồi. Cô làm hết câu rồi. Còn 4 câu. Đoàn xong chưa? Sao giơ cánh tay vậy? Xong rồi à Đoàn, nhanh nhất. xong rồi ạ. Ok. Book finished. Tổng finished, book finished. Nhật Phương finished. Thư finished. We haven't finished. We hasn't finished. Huy làm tới câu mấy rồi Huy? Câu 4 của ạ. Ok, 30 giây nữa nha. Hôm nay Huy không có sách hay sao nhỉ? Huy nhỉ? Đúng không Huy? Cô sao cô biết là cô? Tại vì các bạn nhìn trong sách làm, em nhìn màn hình làm. Đúng không? Rồi, về bình Ôi, Huy. trừ trừ Sao? 1.000 cô ơi. Thôi, có trừ tiền Trừ đâu. 1.000. Về bình. Khi nào có sách đây? Sắp có cô. Bị mất sách hay sao? Cô gửi sách cho in nào. Ơ, sách sách chinh phục tiếng Anh lớp 10 ạ cô. Không phải, sách hiện tại các bạn đang học là sách tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Huy có sách này chưa? Ôi, thế thì chưa ạ. Chưa đúng không? Lát nữa học xong nhắc cô gửi đi in gấp nghe chưa? Trời, cái chương trình này từ mới rất là nhiều. Có từ nằm cả chương trình B1, B2. Có khi nó tên từ C1 nữa mà không học rồi đi thi làm sao? Cái sách nó từ quá trời từ luôn. Thấy chưa? Sao cô biết hay vậy? Trời ơi, tôi phải học sinh đâu. Sửa bài. Câu số 2 nào. Ghi tắt là ghi trong sách nhưng mà đọc vẫn đọc cho cô nhé. Đọc lớn cái câu của cô là mình cái câu mình nói là như thế nào. Minh Đức number 2. Con nước cô là after we have eaten lunch, we went to non-work Mabel Village to buy some souvenir. After we had eaten lunch, we went to Nonnuk Marble Village to buy some souvenirs. Chỗ đây có bạn nào thắc mắc sao cái chữ after không? Có bạn nào thắc mắc sao cái chữ after cô chuyển thành quá khứ hoàn thành không? Huy? Huy không biết đâu hả? Đất ơi! Con Đâu biết rồi? là mệnh đề áp. Con nói đây. Con biết con nói đây. Đòn đúng không? Đâu đâu rồi? Bạn nào mới nói? Con vừa nói ạ. Nói lại đi đâu? Mệnh đề after thì sao ở đâu nhỉ? Mệnh đề after chia quá khứ hoàn thành, còn mệnh đề before là chia quá khứ đơn ạ. Đúng rồi.
Mệnh đề after mình sẽ đi với quá khứ hoàn thành và sau chữ after mình sẽ đi với quá khứ đơn. À, bạn vừa mới cho mình một cái công thức luôn nè. À, after đi với quá khứ hoàn thành. Cô bay đi ha. Rồi, mệnh đề còn lại sau after thì mình cứ chia quá khứ đơn. Còn mệnh đề before sẽ đi với thì quá khứ đơn. Cái này mình nói về quá khứ nha, nếu mà nó ở hiện tại và tương lai thì mình sẽ chia khác nha. Rồi, cô mở ngoặc nè. Quá khứ hoàn thành. Còn mệnh đề mà đi với before thì mình sẽ đi với quá khứ đơn. Number 2, Minh Thư please. Thư ơi. Thư, Thư hôm sau học phải chỉnh lại mic cho cô nha. Thư đâu rồi? Không nghe luôn. Ngọc Phương nè, lát nữa cô liên hệ với mẹ mẹ của Minh Thư, nói mẹ của Minh Thư nói chuyện với cô nhé. Ngọc Phương, number 3. Even though this hand embroidered picture was expensive, we bought it. We bought it. Okay, We that's bought right. We bought it. Even though this hand embroidered picture was expensive, we bought it. Mặc dù cái bức họa này, bức tranh theo tay này mắc nhưng mà tôi vẫn mua nó. Minh Phúc, number 4. Minh Phúc, number 4. Chưa bật mic em ơi. Phúc làm được câu 4 không? Cửa hàng bách hóa là một nơi thu hút khách trong thành phố. Sản phẩm. Đi cơ sở giữa nãy em cũng không thấy cái nút bật mic ở đâu. Không thấy cái nút bật mic. Ok. Là nhắn tin cho cô nè hả? Cô ơi, con nói được rồi. Nói được rồi, chừng nào nói đây. Ok. This department store is an attraction in the city. Cái cửa hàng bách hóa này là một nơi thu hút khách du lịch trong thành phố bởi vì sản phẩm của nó có chất lượng tốt. Rồi. Tùng ơi, number 5. Hello cô, this Cho call con đi lấy xong máy tính ạ. Ừ. it was made in Chevrolet. Ừ, vậy là chữ xin nối ở giữa đúng Vâng. không? Ok. This is called June Chronicle hat since it was made in June Village. Ở đây gọi là nón lá này chung hả? Cô cũng biết chữ gì nè, chung hay là chương này nè. Bởi vì nó được làm ở làng chung. Tạm thời gọi là chung nhá. Cô chưa bao giờ tới nơi này hết. Chuồng Chuông đúng không hay là chương? chuồng Chuông. Rồi hên quá, đoán đúng rồi. Các bạn sửa bài nhé. Okay, phần tiếp theo nè. Xong chưa cô qua phần mới nha. Lát nữa học xong các bạn phải chụp gửi cho cô liền nhé. Không có để vào hôm sau gửi lạc qua bên nhóm khác cô lại đánh nhầm lớp 7 nha. Học xong rồi mình gửi bài cho cô xem á. Tức là mình làm trong sách thì chụp trong sách cho cô xem. Cái phần nào trong vở thì chụp trong vở cho cô xem. Đảm bảo là mình không có bị sót thông tin được chưa nào. Rồi, the next one. Cô có một cái câu như sau. I get up at 6 in the morning. Câu này là gì đây Huy? Huy dịch cho cô câu này với. Tôi dậy vào lúc 6 giờ, tôi dậy vào lúc 6 giờ vào buổi sáng rồi. Tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng. Và trong câu này, ủa cái chữ get tại sao lại dịch là dậy vậy Huy? Cái chữ get là lấy mà sao dịch là dậy vậy? Bởi vì là nó đi theo tự áp ạ. Đúng rồi, nó đi với chữ up và lúc này nó không còn là động từ bình thường nữa mà nó là phrasal verb. Phrasal verb, nó không có tên tiếng Việt ha. Và định nghĩa phrasal verb là gì? Nó sẽ bao gồm một cái gì nhờ đoàn nhỉ?
Reserve verb là gì đó? Cụm động từ ạ. À, nó là cụm động từ hả? Thế nó đi, nó có bao nhiêu thành phần? Nó có mấy thành phần? Một động từ Đi và với up là gì? đi với một tính từ ạ. Mới nói xong tiểu từ mà đúng không? Định nói tiểu từ đúng không? Phải không? Rồi mình có từ get, nó là một động từ chính ha, đi với chữ up. Trong cái định nghĩa của nó gọi là particle, tiếng Việt mình gọi nó là tiểu từ. Tiểu từ này nó có thể là một, nó có thể là một giới từ ha. Rồi thì hai thành phần này lại với nhau, người ta gọi nó là phrasal verb. Được chưa nào? Cô nhắc lại, phrasal verb nó không có tên tiếng Việt đâu ha, tên của nó là phrasal verb. Nó bao gồm một động từ đi với một tiểu từ. Tiểu từ này thường là một giới từ, tạo thành một phrasal verb. Và khi nó đi với một giới từ như thế thì nó sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, tức là từ get bình thường nó mang nghĩa là lấy, nhưng mà khi nó đi với chữ get up thì nó không còn là lấy nữa, nó mang nghĩa là thức dậy. Một phút đi bà, một phút thôi nhé. 1 minute. Huy xong chưa Huy? Rồi ạ. Rồi sao không giơ tay? Quên 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 của quên, quên. Có kiểm tra lại xem nha. Rồi, Tùng nào, phrasal verb là gì Tùng? Phrasal verb. Cô là Là gì? Phrasal verb là một cái gì đi với một cái gì? một Một gì? động Ghi từ họ đi. với kiểu từ cộng À, lại. đúng rồi, một động từ đi với một tiểu từ nhá. Tiểu là nhỏ ấy. Thường nó là một giới từ ha, một thường nó là một giới từ. Được chưa nào? Một động từ đi với một tiểu từ. Tiểu từ này nó có thể là giới từ. Được chưa? Thì nó tạo thành phrasal verb. Làm bài cho con nào. Rồi, nhìn cái câu này dịch nghĩa cho con nha. Dịch nghĩa cho con nè. À, set up có nghĩa là gì đây? Mẹ nào biết từ set up không? Chúng ta cần set up cuộc họp để thảo luận dự án mới. Vậy thì set up ở đây có nghĩa là gì? Ai đã đó. Cài đặt. À, set up là cài đặt. Thế là cài đặt cuộc họp đúng không? Thiết lập thiết À, thiết lập, hoặc đúng là rồi. thiết Đúng lập rồi. và thành lập ạ. Đúng rồi, thiết lập, thành lập. Và trong này nó còn thêm một cái nghĩa là sắp xếp ha. Rồi ghi nghĩa vào. À, không cần ghi câu nhé, ghi cho cô từ này thôi, bởi vì từ này là từ lát nữa em cần phải làm bài. À, set up, thiết lập hoặc là sắp xếp hoặc là từ tiếp theo. À, giám đốc mới sẽ take over company tháng tới. Tiếp quản ạ. Đúng rồi, tiếp quản công ty. Take over, tiếp quản.
Tôi cần phải find out thời gian. À, find out là gì nhỉ? Find out. Tôi cần phải find out thời gian mà cái buổi hòa nhạc bắt đầu. Find out chỗ này mình dịch làm sao? Sắp xếp ạ. Sắp xếp hả? Tôi cần phải sắp xếp. Tìm ra. À, tìm ra, đúng rồi, tìm ra. Tìm ra, tìm hiểu. Ha, tìm ra hoặc là tìm hiểu ha. Thêm cho cô cái từ là tìm hiểu đó. Tìm ra chứ Tìm ra, bố. à, tìm ra, sorry. Tìm ra. The new album will bring out a different side of the band. À, cái cuốn album mới bring out một cái mặt khác. Đem ra. À, đem ra hoặc là mang lại ha. À, mang lại, à, đem ra. Thêm nghĩa cô nhé. À, tức là từ này nó phrasal verb nó có nhiều nghĩa lắm. Mình chỉ ghi những cái nghĩa mà mình hay gặp thôi. À, em còn có nghĩa là mang lại nữa, mang lại lợi ích cho ai đó ha, mang lại. Tôi cần phải look through cái ghi chú để tìm thông tin. Look through là gì? Em qua À, xem qua, xem qua, xem lại. Ô, nhảy ra luôn lần kìa. Cô chỉnh bị sai rồi hả? Chỉnh bị sai rồi. Ghi hết đi nhé. Ghi hết lần luôn ha. Look through, keep up with, look forward to và run out of. Rồi, cô cho 4 phút để ghi 4 từ nhé. Bạn nào ghi nhanh thì mất tầm 2 phút thôi. 4 keep up minutes. with. Who finished? Raise your hand. Okay, so do exercise. Làm cho cô bài số 4 nha. Làm bài số 4. Trước khi làm thì ra thêm một cái thủ tục là gì? Phrasal verb là cái phần mà nó nhức đầu nhất luôn. Cho nên mình gặp cái phrasal verb nào mình cũng phải bóc nó ra mình học nha. Cái phần này nhức đầu lắm. The next one. Rồi, ghi nghĩa cho cô nè. Ghi nghĩa cho cô xong mình mới làm được bài. Không cho nghĩa sao ta làm đúng không? Pass down. Trong này có bao nhiêu từ? 8 từ. Phần từ nó nhảy dưới đây nè.
Down. Bạn nào biết từ này nghĩa là gì nào? Truyền lại lưu À, truyền. truyền, đúng rồi. Truyền, lưu truyền ha. Truyền lại hoặc là lưu truyền. Live on. Live Sống on là trên sống trên. Tức là mình sống trên là sao? Ví dụ cô nói là I live on teaching. I live on teaching là cô sống trên việc dạy, tức là sao? ý là kiểu sống dựa vào một cái nghề gì cô? Chính xác, chính xác. Sống dựa vào. Thì ý chỗ này con cũng sẽ... đang là nói là sống dựa vào. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình dùng cái từ trên là người ta lại hiểu nhầm là sống trên lầu hay là trên trên gì đó, đúng không? Sống dựa vào cái nghề nào đó. Hoặc là sống bằng cái nghề nào đó. Và sau đó nó sẽ ra cái nghề nhá. Deal with. Đối mặt à? Đúng rồi, đối mặt hoặc là giải. À, tức là khi mình đối mặt với nó, mình phải giải quyết nó, chứ không phải là đối mặt xong rồi mình bỏ đi, mình chạy ha. Rồi, đối mặt giải quyết vấn đề luôn. Close down, công ty mà bị phá sản là phải close Đóng down. lại cửa Đúng là đóng rồi. cửa ạ. Đúng rồi, đóng cửa là đóng công ty đó nha, chứ không phải là đóng cửa đi ngủ. Rồi, đóng cửa. Đóng cửa công ty á. Face up to. Là gặp mặt ạ. À, face là gặp. Thế là mình gặp khó khăn thì mình phải face up to nó, chứ không có được bỏ chạy. Đối mặt ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đối mặt với nó nhé. Đối mặt. Get on well. À, cả gia đình tôi ai cũng get on well với nhau, có mối quan hệ tốt với nhau luôn. Cả Hòa gia thuận. đình tôi, đúng rồi, hòa thuận. Hòa thuận. Đúng rồi. Đi đâu rồi come back là sao? Trở về à, trở lại. Đúng, trở lại, trở về. Turn down, ví dụ nó Từ là chối. gì? Đúng rồi, từ chối. Từ chối. Từ chối. Đất ơi, tối nay chơi game không? Không, học bài rồi. À, turn down, từ chối. Bạn nào xong giơ tay cho cô nhé. Ok, Minh Thư Venus, Đức Venus, Nhật Phương Venus. Ok, finish. Thank you. Làm bài cho cô nè, làm cho cô bài 4. Bài 4 làm xong cô sửa thì về nhà mới làm được cái bài kia. Cô chia sẻ màn hình bài 4 đi cô ơi. Đây nè, đây nè. Huy, lát nữa cô gửi sách là phải đi in nha Huy ha. Trời ơi, đoán ra đáp án. Đoàn ơi, không có ghi đáp án, các bạn nhìn sao để cho các bạn làm chứ. Đâu làm nhanh vậy? Đâu con gửi riêng mà cô. Con Mà gửi các riêng bạn nhưng không nhìn mà... thấy đâu ạ. Ở các bạn không thấy hả? Có mình cô thấy hả? Trời ơi, cô xin lỗi con. Cô hiểu nhầm rồi. À. Sao làm nhanh thế? Làm gì nhanh thế? Có bí quyết gì không Đoàn? Đoàn Con ơi! viết nhanh quá cô ạ. Không biết nhanh quá rồi. Quá nhanh luôn. Rồi đợi các bạn một chút nha. Một phút nữa là các bạn xong rồi đó. Và mình chịu khó mình học từ vựng nhé. Mình đi thi tuyển sinh là từ rất là nhiều luôn. Đoàn finish, Phúc finish, Huy finish, Đức finish.
Một phút nữa nha. Một phút nữa. Xong chưa Tùng? Câu số 1 nào Tùng. Number 1. Con C. À, quan C, that's right. À, number 2, Đoàn. Number 2 G ạ. À, G. G. Number à, G. Phúc, number 3. Number 3 F. 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 Number 4, Nhật Phương, please. Number 4, A. À, A. Number 5, Đức. Con nước cô là À, H. H H. Yeah. Number 6, Quý. C có nghĩa là B ạ. À, B. Number 7, thứ. Number là E. E. So the last one, D. À, bài số 5 và bài số 6 về nhà làm cho cô. Mình qua phần tiếp theo nhé. Bài số 5, bài số 6 quanh lại. Cuối giờ cô sẽ cho phần đó bài tập về nhà. Rồi. Qua phần reading nha. Rồi, qua phần reading thì giống như thủ tục thôi. Viết từ mới. À, cái cuốn này từ mới rất là nhiều luôn. Từ chính là cái chìa khóa để cho mình thi á. À, cô chỉnh cái chỗ này lại cho mình nghe cho dễ nhé. Cô đi học, tí nữa học xong là chụp vợ gửi cho cô luôn ạ. À, cô Sao vậy? Không được hả? Không kịp hả? có Không kịp khi hay không sao? chụp vợ. À, không kịp chỗ nào nhỉ? Nhiều chỗ. Nhiều chỗ ghi không kịp đúng không? Huy hả? Huy nói chuyện cô hả Đúng rồi cô ạ. Huy? À. Nhiều, nhiều chỗ không kịp lúc làm bài hay sao Huy? Hay là từ vựng? Ông quân không kịp chụp cái ô. Ok. Sao không kịp chụp nhỉ? Học xong chụp cái liền mà. Ok. Học xong là chụp cái gửi qua mà sao không kịp nhỉ? Cho tôi bỏ đi rồi. Các bạn vừa ghi bài vừa ghi nghĩa luôn nha. Rồi. À, chỗ này cô đọc là present, là hiện tại. Hoặc là hiện nay. Bạn nào biết trả lời cho cô nhé. Status. Trang chủ Status. ạ. À, trang chủ. Trạng thái. Trên Facebook đúng Trạng thái không? ạ. À, trạng thái. Location. Địa điểm ạ. Địa điểm. Vị trí Birthplace. Again, please. ạ. Địa điểm tổ chức sinh nhật ạ. À, địa điểm tổ chức sinh nhật. So, đoàn from Hà Nội. So, đoàn was born in Hà Nội, right? Yes. So, birthplace, the place where you were born. Nơi sinh ạ. Nơi sinh. River bank. The area along the river, river bank. Bank. Cái con sông thì mình tới gần nó thì cái chỗ đó gọi là cái gì? Cái phần Sông giữa ngay cái bờ đúng sông. rồi bờ sông. Simple. Simple không phức tạp thì gọi là simple. Đơn giản ạ. Đơn giản. Stage. There are many stages of life. In a person life. Một đời người thì có nhiều stages là gì?
Lúc tôi đi học tiểu học là một nè, lúc tôi được sinh ra nè, lúc tôi đi học tiểu học nè, lúc tôi lên cấp 2 nè, lên cấp 3 nè. Giai đoạn nào cô? Giai Đúng đoạn nào cô? rồi, đúng rồi, đúng rồi, giai đoạn. Frame. Frame. Khung. Frame. Khung, đúng Khung rồi. ạ. Khung, Khung. đúng rồi. Khung hình ha. Layer of lips. Layer. One layer, two layer. Đến một layer xong bỏ cái tiếp theo lên layer thứ hai. Tiếp. Lớp à? Lớp Đúng lớp rồi. lớp 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 gì nè? Lớp này là lớp gì nhỉ? lớp trang điểm ạ. The lips. Lips. Lips là gì? Bạn nào biết từ này nhỉ? Nó lạ không? Lạ Lớp lắm không? lớp lớp Cái nón thì lá phải lớp lá. Nhìn nó lạ đúng không? Thế cô nói nè, bình thường là em thấy từ leaf là rời khỏi đúng không? Thì nó là động từ nha. Nhưng mà trong này cô đang nói là lá, thì em có từ leaf là một chiếc lá, mà nhiều nhiều chiếc lá thì người ta sẽ bỏ chữ F đi, chuyển thành VES. Cho nên cái này nó là những chiếc lá, nó là số nhiều của chiếc lá. Được chưa? Vậy chỗ này sẽ là lớp lá, lớp mà cái nón lá người ta chất chồng lên nhiều lớp đó. Layer of lips, lớp lá, lá trong cái nón lá đó. Lá cây á ha. Thêm chữ cây vào. Take tham gia part in. Tham vào gia. Đúng rồi, tham gia vào. Em bằng nghĩa với từ join. Bằng nghĩa với từ nào nữa? participate in Đúng rồi, participate nhảy bên kia rồi. À, không. Poem. Poem. À, the poem well này known là mà bài cô. thơ của sao em? On the well known Cái ạ. này là à, bên này nè, bên này nè, bên này nè, nó nhảy qua đây nè. Sao á? Sao nha? Có gì On không? the well known cô ạ. Well, nó ở đây nè em nè. À, nó bị nhảy qua đây rồi nãy, cô bấm nhảy qua đây nè. This mean famous, what does it Nổi tiếng mean? ạ. Famous, nổi tiếng. Nổi Đúng tiếng ạ. rồi, nổi tiếng. Hôm nay viết từ đã luôn á. Poem. Bài thơ ạ. Bài thơ. Poetic. Nó cũng là thơ nhá, nhưng nó là tính từ. Nó là tính từ. Create. Phát minh À, phát minh hả? Phát minh là gì? Invent. vậy chắc là chế Ừ. tạo Đúng rồi, chế invent tạo. Đúng rồi. invention Đúng rồi. Chính là chế tạo nhá. Và tạo ra. À, chắc có cái nó nhảy qua đây luôn kìa. Cô bị lỗi rồi. Các bạn bật mic. À, gây đây. À, không biết là có kịp không nhỉ? Cho 3 phút nữa nhé. chắc là 3 phút vẫn kịp rồi ạ. Kịp không? Kịp ạ. Ok, 3 phút. Từ nhiều không? Hôm nay từ nhiều không? Hôm nay về Không, gối đầu. không Hôm nay nhiều lắm. không nhiều lắm. Very. Very Very ít, Very right? nhiều, Yeah, very nhiều. very nhiều. Mấy từ này có từ học rồi nên nó cũng không nhiều lắm. Ok. Mình học Cambridge thì nó khác. Còn mình học đi thi tuyển sinh thì nó khác, mình bắt buộc phải có từ vựng ha, chủ yếu là từ vựng, và ngữ pháp. Mà học một cái từ mà để cho nhớ là phải hiểu nó, phải hiểu cái từ đó ha. Vì trong tiếng Việt có rất là nhiều từ đồng âm ấy, mình phải hiểu cái từ đó thì mình mới làm được cái từ đó phút sau. Ví dụ cô nói từ sâu mà không biết cô đang nói sâu nào thì sẽ không làm được. Ok. Now turn on the microphone and repeat after me. Đọc theo cô nhé. Trong lúc đọc thì cô sẽ đánh luôn âm nhấn cho mình. À, tiện tay thì mình đánh luôn cái âm nhấn. Sau này mình đi thi mình vẫn biết cái âm nhấn nó như thế nào ha. Present. 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 Cái từ này nó có một cái nghĩa khác nữa. Nó là động từ thì sẽ có đọc là present. Từ đó chưa học tới. Cô dạy chỗ này trước ha. Present.
Status. Cái bài không đọc mà. Status. 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 Location. 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 Cô đánh ngay trên cái chữ đó cho mình dễ nhớ nha. Birthplace. 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 Riverbank. 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 Simple. 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 Stage. 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 Frame. 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 Layer of lips. Layer of Layer of leaves. leaves. Take part in. Take part in. Take part in. Take Take part part in. in. Take part in. Okay, take part join. in. Join. Join. À, Join. cái chữ này đọc đúng nhất. À, không phải là đúng nhất nữa mà là nó giống nhất với chữ chờ trong tiếng Việt ha, join. Join. Không phải join đâu, join. 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 Nó giống chữ chữ join không có đi với in nha. Join không Rồi. được đi với in nha, chỉ có hai ông này mới đi với in thôi. Participating. Participate in. Participate Participate in. Participating. Poem. Poem. Poetic. 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 À, cô dạy luôn nè, những âm nào mà nó đứng trước cái chữ X thì nó sẽ mang âm nhấn. À, chữ này chữ X nè, Rơi thì vào âm trước nhấn thôi. nó. Đúng rồi, trước cái chữ X lại. À, poetic. 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 Create. 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 À, chữ này đọc cho cô là chữ H. Create. H. It. It. Ok. Invent. 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 À, do bạn nào nhớ nhầm thì cô chỉnh lại cho mình khỏi nhầm ha. Invent. 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 Well known. Well Well known. Famous. known. Famous. Famous. Ok, làm bài đọc cho con nào. À, bài số 2 trang 12. Huy nó chờ cô xem màn hình đúng không ấy? Cô ơi, sao cô biết được? Không có sách đâu, lấy gì không biết. Đợi cô chút nha. Đợi cô có bớt đi một cái phần. Cô tắt chia sẻ màn hình rồi cô ơi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Cô đang chỉnh cái trang cho Huy nó xem á. Rồi. Huy ơi, cô chụp cái câu hỏi cho em. À không, có câu hỏi luôn nè. À, trong này mình có ba đoạn văn. Được chưa? Mình sẽ nối ba đoạn văn với ba cái tiêu đề. À, one, two, three. Huy nó cười. Rồi làm đi. Cô Cô cho đang làm mà mình. cô. Sao em? Ủa mày đã xong rồi hả? Xong chưa? À. Chắc là rồi ạ. Gần xong rồi. Mình nhanh thế. Nhanh vậy. Bài số 2 trang số 12 nha. You match the pair of A, B and C with the headings 1, 2, 3. Các bạn giơ tay là xong rồi á hả? Vâng ạ. Ok. Đoan nào. Đoan ai number one? Number one là nói với Nói với gì? C ạ. À, C. À, thực trạng hiện nay là lúc này nó sao? Well known nè. Đúng không? Not only in Việt Nam but also around the world. 1C. Nhật Phương number 2. Number 2A. Có cái từ khóa nào Phương nhỉ? Từ khóa nào mà biết là câu A nha? À, nó có gì? Nó có gì?
có has been a traditional craft there for hundreds of Đúng rồi, hàng trăm năm luôn, nó lắng với history rồi, nó có region of where là những location, địa điểm. Tất nhiên số 3 sẽ là câu B, tìm cho cô cái từ nó match với cái từ khóa trong này coi đất nào. Under cô là but artisan have to follow 14 stay from going to the forest to collect meat to enroll the leaf making the frame is Đúng rồi, đúng rồi, 15 giai đoạn, 15 giai đoạn tức là nói về cái cách làm nó. Rồi, làm bài tiếp theo cho cô bài số 3 nhé. Huy ơi, cô chụp cái màn hình câu hỏi, Huy vào trong Zalo xem nhé. dạ cũng được À, ạ. giờ không được là không có làm bài chứ, đúng không? Đúng không Huy? Không sao mà không có sách nữa là không được đâu nha Huy nha. Chương trình thì khó mà sao không đợi tới cô nhắc Huy nhỉ? Huy kỳ lắm nha Huy, Lê Quốc Huy đúng không? Rồi câu hỏi cô gửi vào trong rồi đó. Who call it leave? Sao em? Các bạn nào thắc mắc không? Không ạ. À, làm bài đi, tại vì cô phải show cái hình cho Huy xem. Cô ơi, làm bài 3 trong 12 á cô? Thấy con bị lag, con không có nghe được. À, bye bye con. Bye bye. Cái nào dễ cô cho về nhà làm, cái nào khó lớp làm nhé. Cho nên là cứ nghĩ là mấy bài cô cho là dễ nhé. Finish. Finished. Wow. Rồi lần sau mà cô cho làm bài mà nói cô ơi cái bài này khó quá sao làm được phải nói cô nha. Không nói là cô tưởng là mình biết làm đó. Được chưa? Rồi cô sửa bài nè. Giờ này là 23 phút rồi. Các bạn xong chưa? Ai ai chưa xong giơ tay cho cô biết nè. Giơ tay là xong hay chưa nhỉ? Xong rồi à? Xong rồi, có hai bạn xong rồi, mấy bạn kia chưa xong. Bây giờ cô sửa bài luôn nhá. Được chưa nào? Cô sẽ gạch dưới thông tin trong sách luôn cho mình biết ở đâu ha. Các bạn trả lời câu hỏi thì phải cho cô biết là thông tin nó nằm ở đâu. Đoàn câu số 1 nè. Còn nữa cô, câu số 1, because it is the birthplace of the conical head in Huế, Ừ, là đúng rồi. nó nằm ở chỗ mà
Because it is the birthplace of the Chronicle in Huế là dòng thứ 6 ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có từ famous, nó bằng nghĩa với cái Đó từ là well dòng thứ 7. known. Đúng rồi, bằng nghĩa với từ most well known. Chỗ này hai từ này bằng nghĩa nhau, cho nên đáp án sẽ là because it is the birthplace of the Chronicle Hat in Huế. Đây là câu số 1 nhé. Câu số 2 nè, cô mời Nhật Phương. How far là bao xa? Bao xa thì đi tìm nơi chỗ nơi. It's about 12 km from Huế City to Tây Hồ. That's right. It's about 12 km from Huế City to Tây Hồ. Number 2 ở đây nhé. Các bạn sửa bài nhớ gạch dưới từ khóa trong cái thông tin ở đâu nhé. Câu số 3 cô mời Minh Đức nào. Con của cô là it go into the forest college level. Đúng rồi, nó hỏi giai đoạn đầu tiên. Và mình có cái này nó nói 15 giai đoạn. Từ cái này tới cái này. Từ cái này tới cái này có nghĩa là cái này là giai đoạn đầu tiên, còn tới cái này là giai đoạn cuối cùng. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên sẽ là gì? Going to the forest to collect leaves. Giai đoạn đầu tiên ha. Đây. Going to the forest to collect leaves. Cô mời Minh Phúc câu số 4 nè. Câu câu số nào? The leaves are very Đúng rồi. The lips are very thin. Đặc biệt về cái hat layers. Ở đây mình có chữ layer đây. Rồi chưa? Rồi nó đặc biệt ở chỗ là gì? Nó rất là thin. Chưa nào? The hat layers. The hat layer nhé. The hat layer. Chỗ này chữ layer of lips là nó đó. Rồi, đáp án sẽ nằm ở đây. Nhưng mà khi mà mình viết đáp án á thì câu này nó là chủ ngữ nè, thì ở đây nó là tính từ thì mình thiếu một cái gì? To be vào là are. They are very thin, hoặc là the two layers are very thin, thêm to be vào cho cô nhé. Quốc Huy, Huy làm được câu số 5 không? có ạ Ừ, có à câu con nào? nghĩ là có phải là they then add poem in painting of Huế between the two layer của Đúng rồi, that's right. Vậy mình có từ khóa ở đây là từ special. Ha, vậy thì điều đặc biệt ở nó chính là gì? Họ thêm cái bài thơ và cái tranh của Huế giữa hai. Okay. They add poems and paintings of Huế between the two layers. Number 4. Câu cuối cùng có mời Minh Thư nè. Who can make conical hat? Ai có thể làm được cái nón này? Everybody young or old can take part in the program. That's right. Everybody. Everybody, young or old. Everybody, young or old. Young or old. Ok. Cô giao bài tập về nhà nhé. Yeah. Các bạn sửa bài xong chưa nhỉ? Các bạn sửa bài xong chưa? Không rồi à. Ok, giờ cô giao bài tập về nhà. Ai nhắn tin đây? Gì vậy Đoàn? Làm gì vậy Đoàn? Đoàn nhảy rồi hả? Đoàn đâu rồi? Sao vậy? Chưa gì giờ coi hết hồn vậy? Từ từ. Cô chỉnh bài tập về nhà cho hợp với các bạn nha. Bài tập Wow. được. Cô soạn ở nhà rồi nhưng mà cái phần bài tập là phải chỉnh lại cho lớp làm được quá. Đây, bài tập đây. Con có được thưởng không cô? Con có được thưởng không hả? Thưởng cho con thêm 10 từ mới chịu không? Con được 21 điểm, con có được thưởng gì không cô? Được, thưởng thêm 21 từ mới. Thì đấy, thưởng đấy. Đây, bài tập về nhà đây. Cô sẽ bỏ bớt từ đây tại vì nhưng mà cô thêm cái khác vào. Cái phần này cô sẽ bỏ đi. Thứ nhất là các bạn sẽ về ghi âm cho cô từ mới ngày hôm nay nhé. Hôm nay có rất nhiều từ mới luôn. Nhưng mà cô không có bắt mình ngồi viết copy giống như mấy đứa nhỏ, nhưng mà các bạn phải ghi âm cái từ mới đó vào trong Zalo cho cô, cứ một từ đọc một lần cho cô, đọc hết cái list từ hôm đó
gửi Zalo cho cô xem mình phát âm như thế nào nhé. Và tiếp theo mình sẽ làm bài tập phần looking back. Đầu giờ hôm sau cô sẽ sửa. Phần bài tập phần looking back là bài 1, 2, 3, 4, 5 luôn nhé. Looking back từ bài 1 tới bài 5. Trang bao nhiêu nhỉ? Trang số 14. Bài 1 tới bài 5, trang số 14. Và trong lúc nãy mình có cái trang số 10, mình còn hai bài chưa làm nữa, cho nên làm cho cô luôn. À, bài đó là của cái phần grammar đó. À, bài số 5 cộng với bài số 6, trang số 10. Vậy tổng cộng bài homework về nhà hôm nay có 7 bài. Có 7 bài nhé. 7 bài nhưng mà nó nhanh lắm, nó đâu có dài gì đâu. Tiếp theo nữa là nhớ hôm trước các bạn cô dặn nộp bài cho cô trước 5 tiếng mà các bạn gần tới giờ học mới nộp cho cô luôn. Nhiều khi cô sẽ không trách kịp đâu tại vì cô còn dạy cái lớp khác nữa. Cho nên cô đổi lại rồi, lịch giống như các bạn lớp nhỏ luôn. Em sẽ nộp cho cô 24 giờ trước buổi học, tức là nộp cho cô trước một ngày thì cô mới có thể xoay sở kịp nhé. Rồi. Tôi về tắt mic rồi. Phúc ơi, về nhà có bao nhiêu nhiệm vụ đây? Có ha, à, có ba Thứ nhất là gì nhỉ? quay một phải ghi âm cho cô để đọc tán bộ những từ vựng ạ, Đúng rồi, từ vựng ngày hôm nay nhé. làm bài Rồi. tập. Phần nào? Có mấy phần? Làm bài tập ạ. Rồi, là có hai phần thôi. Thứ nhất là ghi âm và cái thứ hai là bài tập. Bài tập thì mình có trang 14 và trang số 10. Rồi bây giờ các bạn sẽ mình sẽ nghỉ, nhưng mà nhớ khi mà nghỉ thì nhớ chụp Zalo gửi liền cho cô để cô check cho kịp nhé. So class. Goodbye, see you again. Goodbye, goodbye. Good. Bye Goodbye, bye. teacher. See you again, Bye, teacher. teacher. Good night, Good night, okay. teacher. Okay, thank you. Thank you.